Các bạn đang nghe truyện toàn dân chuyển chức tử linh Pháp Sư ta tức là thiên tai trên kênh TV Audio CV. Chương 2371, Rắn hố đen không bỏ qua bất kỳ kẻ nào, hai Lâm mặt ngữ kinh ngạc, tốc độ của con rắn hố đen quá nhanh, vượt xa tháp chiến vương, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp. Có lẽ không tránh nổi việc phải chiến một trận rồi lâm mặt ngữ thở dài, hắn có những con ác chủ bài, dù không biết có thể giết chết con rắn hố đen hay không nhưng thực sự rằng hắn không sợ, con rắn hố đen tiến đến gần tháp chiến vương. Khi lâm mặt ngựa chuẩn bị ra tay, thì nó lại dừng lại. Đây là tuyến phòng ngự đầu tiên mà ác ma đã bố trí. Sau khi bị lâm mặt ngựa phá vỡ, thì nơi này đầy những mảnh vụn của chiến hạm và hàng loạt thi thể ác ma. Con rắn hố đen bắt đầu ăn sạch thi thể ác ma tại đây, cùng với những mảnh vụn của chiến hạm. Lâm mặt ngựa thấy rất lạ, dường như con quái này không có ý định đối phó với hắn. Nó theo sau mình mà có vẻ như chỉ vì mình và nó đi cùng đường thôi. Nghĩ lại cũng phải, trong mắt con rắn hố đen, mình chỉ như một hạt bụi nhỏ bé. Bất kể là về hình thể hay sức mạnh, đều như vậy. Bản thân mình lại không gây thù oán với nó, hiển nhiên nó không cần phải đối phó mình. Lâm Mặc Ngữ đoán, chắc hẳn những ác ma đó đã làm phiền giấc ngủ sâu của nó. Lâm Mặc Ngữ lặng lẽ đổi hướng, bay về hướng khác. Bay được 50 vạn cây số thì hắn dừng lại, đồng thời dùng tầm mắt vong linh để quan sát con rắn hố đen. Rắn hố đen vẫn trong tư thế, ai đến cũng nuốt, dù là thi thể ác ma hay mảnh vỡ chiến hạm, nó đều nuốt xuống tất. Tính tổng lại, nó đã nuốt hàng ngàn chiếc chiến hạm và hơn 400 vạn tên ác ma. Khẩu vị của nó thật khủng khiếp. Sau khi nó nuốt sạch ác ma và chiến hạm, tinh không bỗng trở nên trống trải hẳn. Lâm Mặc Ngữ vẫn chăm chú nhìn nó, nếu rắn hố đen tiếp tục truy đuổi hắn thì hắn sẽ động thủ nếu rắn hố đen bay về hướng khác thì hắn sẽ giữ nguyên vị trí nhưng kết quả là có vẻ như rắn hố đen đã no bụng nó đứng yên bất động trong tinh không thân thể của nó đen như hũ nuốt chửng ánh sáng dù gần ngay trước mắt cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó ngay cả khi dùng cảm ứng linh hồn cũng vô dụng vẫn sẽ bị nuốt chửng trong im lặng không thể phát hiện ra nó chỉ có tầm mắt vong linh mới có thể thấy được nó trong tầm mắt vong linh thân thể rắn hố đen từ từ cuộn tròn lại, biến thành dạng hình cầu. Kích thước của nó quá lớn, như một hành tinh không phát sáng, nếu ai đó va phải, chắc chắn sẽ bị va đến tan nát. Con quái này no bụng rồi phải không? Cuộn tròn nằm yên ở đây để làm gì? Lâm Là mặt ngữ thầm nghĩ ngợi, đột nhiên nhíu mày. Các khô lâu thần tướng đã được phân tán trước đó gặp phải đại quân nhân tộc. Hàng ngàn chiến hạm nhân tộc tạo thành một đội hình hình mũi nhọn, đang di chuyển rất nhanh trong tinh không. Lâm mặt Ngữ lập tức chui vào tháp chiến vương bay về phía đó, đồng thời ra lệnh cho những khô lâu thần tướng chặn đường các chiến hạm nhân tộc. Hoa Vũ Hàng, giáo úy cấp 3, đại đội trưởng quân đoàn số 1 của pháo đài số 7, tu vi đạt đến thần vương cấp 6. Lần này do chính hắn ta chỉ huy đại quân nhân tộc đến trung tâm khu vực số 777, tìm kiếm tinh đồ quân sự. Theo thông tin mà hắn ta biết, đại quân ác ma đã xuất phát sớm hơn mình. Hơn nữa, trên đường đi, bọn họ cũng đã bị quân đoàn ác ma quấy rối, bị trì hoãn một chút thời gian. Tính ra, bọn họ đã chậm hơn quân đoàn ác ma 40 phút. 40 phút trên chiến trường đủ để thực hiện rất nhiều việc, Hoa Vũ Hàng cảm thấy hơi lo lắng. Đại đội trưởng, phía trước xảy ra chuyện các trinh sát ở phía trước đội ngũ đột nhiên truyền về thông tin, rằng có người chặn đường tiến quân. Hoa Vũ Hà nghĩ rằng đó lại là ác ma, lập tức hỏi, số lượng ác ma là bao nhiêu? cử một tiểu đội tiêu diệt chúng chủ lực tiếp tục tiến lên không được dừng lại đại đội trưởng không phải là ác ma sau đó một hình ảnh xuất hiện trước mặt hoa vũ hàng trong hình là một nhóm khô lâu tay cầm kiếm thuẫn đang chặn đường đi hơi thở mạnh mẽ tên nào cũng rất mạnh khôi lỗi hoa vũ hàng hơi ngạc nhiên nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách hắn ta cần tranh thủ từng giây từng phút không cho phép lãng phí thời gian ở đây sau khi cân nhắc Hắn ta quyết định bỏ qua đám khô lâu và tiếp tục tiến lên. Thấy bọn họ không có ý định dừng lại, Lâm Mặc Ngữ ở cách đó hàng triệu cây số không nhịn được mà nhíu chặt mày. Hướng bay của họ, dù không trực tiếp va vào con rắn hố đen đang cuộn tròn, nhưng nếu không cẩn thận có thể sẽ làm kinh động nó, đến lúc đó e là sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh tượng thảm khốc của đại quân ác ma vẫn còn rõ nét trong trí nhớ của hắn. Lâm Mặc Ngữ ý thức được tình hình rồi ra lệnh Hàng trăm Khô Lâu thần tướng không nói lời nào, lập tức rút kiếm ra chém tới tấp. Hàng trăm luồng kiếm khí rạch nát tinh không. Tín hiệu báo động vang lên trên các chiến hạm nhân tộc, những chiến hạm này đồng loạt phát ra ánh sáng sáng chói. Các trận pháp hoạt động, dựng lên lớp phòng ngự. Kiếm khí đánh vào trận pháp, khiến cho trận pháp bị méo mó biến dạng. Lực công kích của Khô Lâu thần tướng gần như ở thần vương cấp 3, lực công kích của kiếm khí cũng không hề yếu. Đội quân nhân tộc có cấu trúc tương tự như của ác ma, lấy thần vương làm đội trưởng, chân thần cấp 8 cấp 9 là binh sĩ. Điểm khác biệt chỉ ở số lượng, mỗi chiến hạm của nhân tộc có đến vạn người, trong khi chiến hạm của ác ma chỉ có vài ngàn người. Khô Lâu thần tướng đột nhiên ra tay, lực công kích đạt đến cảnh giới thần vương, khiến cả đội ngũ phải dừng lại ngay tức khắc. Hàng trăm Khô Lâu thần tướng đại diện cho hàng trăm cường giả cảnh giới thần vương, đây không phải là một số lượng nhỏ mặc dù đại quân nhân tộc không sợ nhưng cũng cần phải cẩn trọng, nếu không khéo có thể sẽ bị tổn thất. Thấy chiến hạm dừng lại thì đám khô lâu không tấn công nữa. Hoa Vũ Hà nhíu mày, dường như không phải đám khô lâu đang muốn chiến đấu với họ, chỉ là ngăn cản họ tiến lên mà thôi. Lúc này, một điểm sáng từ xa lóe lên, lại có thêm các khô lâu thần tướng đến. Trước đó Lâm Mặc Ngữ đã thả ra hàng vạn khô lâu thần tướng, vì hắn cũng không biết nhân tộc sẽ đến từ hướng nào bây giờ đã tìm thấy đội ngũ nhân tộc, khô lâu thần tướng nhanh chóng tập hợp lại. Khi thấy ngày càng nhiều khô lâu thần tướng xuất hiện, hoa vũ Hàn càng thêm cảnh giác. Trận pháp phòng ngự trên chiến hạm vẫn tiếp tục vận hành, quân đội rời khỏi chiến hạm, tạo thành trận pháp, sẵn sàng chuẩn bị khai chiến. Tuy nhiên, khô lâu thần tướng vẫn bất động, hoa vũ hàng cũng không ra tay trước. Hiện tại đã có gần 1.000 khô lâu thần tướng, nếu đánh nhau, dù phe mình có thắng thì cũng sẽ bị tổn thất hắn ta cũng không thể để lại một phần đội ngũ để chiến đấu điều đó mặc dù có thể dành thêm thời gian nhưng sẽ làm tổn thất tăng lên gấp nhiều lần hoa vũ hàn cố gắng khai thông với khô lâu thần tướng nhưng vô ích có vẻ như những khô lâu này là những khôi lỗi hơn nữa dường như chúng không có ác ý chỉ là không muốn cho mình tiếp tục tiến lên tại sao lại như vậy chủ nhân đứng sau chúng là ai chỉ cần là khôi lỗi chắc chắn có người điều khiển đứng sau hoa vũ hàn nghĩ đến đây bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Trước khi xuất hành, quân đoàn trưởng đã nói với hắn ta rằng đã phái một người vào trong để cố gắng ngăn chặn ác ma và tranh thủ thêm thời gian cho hắn ta. Lúc đó Hoa Vũ Hàng không để ý, ác ma đã điều động ít nhất là hàng triệu đại quân, cử một người đi thì có tác dụng gì? Dù người được cử đi là thần vương cấp 6 cũng vô dụng, ngay cả thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp với chiến lực thần vương cấp 7 hay cấp 8 cũng vẫn không đủ để chống lại. Hắn ta chính là thần vương cấp 6, đồng thời cũng chỉ huy đại quân nên đương nhiên hiểu rõ sự chênh lệch này. Đối diện với trận pháp quân đội, trừ khi có thần tôn ra tay, nếu không thì hoàn toàn không đủ. Bây giờ nghĩ lại, quân đoàn trưởng không giống như đang đùa. Chẳng lẽ những khôi lỗi này là của người đó? Lúc này, Hoa Vũ Hàn nhìn thấy một ánh sáng vàng lóe lên từ xa, ánh sáng vàng nhanh chóng tiến lại gần, chỉ vài giây sau đã dừng lại trước mặt hắn ta. Thấy Tháp Chiến Vương, Hoa Vũ Hàn thở phào nhẹ nhõm hắn ta nhìn một qua là đã nhận ra, đây là pháp bảo của nhân tộc. Lâm Mặc Ngữ cũng thở phào, cuối cùng đã đến kịp. Nơi này cách khu vực mà con rắn hố đen đang chiếm cứ chỉ còn chưa đến 200.000 cây số. Theo tốc độ tiến quân của đại quân nhân tộc thì cũng chỉ mất nửa phút thôi. Hoa Vũ Hàng rời khỏi chiến hạm, hắn ta cảm nhận được mối đe dọa từ Lâm Mặc Ngữ, điều này chứng tỏ thực lực của Lâm Mặc Ngữ rất mạnh. Người như vậy, hắn ta phải đích thân ra mặt. Hoa Vũ Hàn chào quân lễ với Lâm Mặc Ngữ. Hoa Vũ Hàng, đại đội trưởng của pháo đài số 7, giáo úy cấp 3. Lâm Mặc Ngữ cũng chào đáp lại. Lâm Mặc Ngữ, sĩ quan vinh dự cấp 2. Phúc chốc Hoa Vũ Hàng đã cảm thấy rất nể phục. Sĩ quan cấp 2 không phải là điều đặc biệt gì nhưng sĩ quan vinh dự cấp 2 thì hoàn toàn khác. Không phải ai cũng có thể đạt được danh hiệu vinh dự. Ông ta đã biết thân phận của Lâm Mặc Ngữ. Trong gần 100 năm qua, quân đội tại chiến trường Chu Tước chưa từng trao danh hiệu vinh dự cho ai. Chỉ mới gần đây, danh hiệu vinh dự được trao cho một người. Người có thể nhận được danh hiệu vinh dự đều là thiên tài, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Hoa Vũ Hàng hỏi, Lâm Huynh Đệ, lúc trước ngươi đã vào khu vực trung tâm phải không? Lâm Mặc Ngữ gật đầu, các ác ma trong khu vực trung tâm đã bị tiêu diệt sạch, chỉ huy của bọn chúng cũng đã chạy trốn rồi. Dì cơ, Hoa Vũ Hàng ngạc nhiên đến sững sờ, hắn ta vô thức nhìn sang các khô lâu thần tướng rồi lại nhìn lâm mặc ngữ với vẻ không thể tin nổi trong nhận thức của hắn ta đại quân ác ma không phải là chuyện mà vài trăm khô lâu có thể giải quyết được lâm mặc ngữ không trả lời mà hỏi hoa đội trưởng ngươi có thể liên lạc với bên ngoài không hoa vũ hàng gật đầu mạng lưới nhân hoàng tạm thời bao phủ nơi này chúng ta có thể liên lạc đơn giản với thế giới bên ngoài nhưng chỉ có thể truyền âm không thể truyền hình ảnh giúp ta liên lạc ta cần tìm chu trấn thủ lâm mặc ngữ không khách sáo trực tiếp đưa ra yêu cầu hoa vũ hàn nghe thấy tên chu trấn thủ không dám chần chừ mời theo ta hắn ta nghe quân đoàn trưởng nói rằng lâm mặc ngữ chính là người mà chu trấn thủ đích thân cử đi lâm mặc ngữ muốn liên lạc với chu trấn thủ hắn ta đâu dám từ chối chiến hạm của hoa vũ hàn là chiến hạm chính của toàn đội có kích cỡ lớn hơn so với các chiến hạm khác đồng thời cách bài trí bên trong cũng khác biệt Hoa Vũ Hàng dẫn Lâm Mặt Ngữ vào chiến hạm, sau đó kích hoạt một trận pháp trước đài chỉ huy. Trận pháp phát ra ánh sáng mờ ảo, theo sau đó là một giọng nói uy nghiêm và lão luyện truyền ra, Vũ Hàn, các ngươi đã đến chưa? Tình hình thế nào rồi? Hoa Vũ Hàng lập tức nói, quân đoàn trưởng, ta đã gặp Lâm Mặt Ngữ, hắn muốn liên lạc với trấn thủ đại nhân. Được. Đối phương cũng không do dự, nhanh chóng đồng ý vài giây sau, ánh sáng trong trận pháp lại sáng lên, Giọng nói của Chu Kỳ Võ cũng từ đó truyền ra, "Thằng nhóc kia, bên ngươi thế nào rồi?" Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng đáp, "Ác ma bị tiêu diệt hết rồi, bọn chúng không lấy được tinh đồ quân sự." "Hả?" Giọng của Chu Kỳ Võ có hơi bất ngờ, "Ngươi đã giết bọn chúng?" Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, "Không phải toàn bộ, ta giết một phần, khoảng một phần năm thôi, phần còn lại không phải do ta giết." Chu Kỳ Võ hừ một tiếng, "Đừng vòng vo, nói thẳng ra coi nào." Lâm Mặc Ngữ không làm theo ý hắn ta mà nói, tiền bối, tư liệu mà ngài đưa cho ta không đầy đủ, suýt nữa ta đã bị ngài hại chết rồi. Chu kỳ võ không vui đáp, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa, tư liệu đó là đầy đủ nhất trên toàn chiến trường rồi. Vậy ngài nói giải thích xem, con rắn khổng lồ trong hố đen kia là sao, hoa vũ hàng ở bên cạnh nghe mà há hốc mồm. Lâm Mặc Ngữ nói hắn đã giết chết một phần năm đại quân ác ma. Theo như hắn ta biết, lần này ác ma đã huy động ít nhất là 5 triệu đại quân một phần năm tức là một triệu một mình lâm mặc ngữ đã diệt trừ một triệu quân ác ma là chuyện khả thi sao trận pháp của ác ma không phải để trưng bày sự kết hợp giữa trận pháp đao thuẫn và hỏa vực đã gây sát thương kinh người thậm chí từ góc độ quân đội cũng phải rất đau đầu lâm mặc ngữ làm được điều đó chỉ dựa vào vài trăm khôi lỗi khô lâu này sao lúc này từ trận pháp truyền ra tiếng nói trầm thấp của chu kỳ võ ngươi nói gì nói lại một lần nữa đi giọng hắn ta hơi run rẩy hơn nữa bên cạnh có thể nghe được tiếng thở dốc rõ mồn một đó là tiếng thở của quân đoàn trưởng hiển nhiên con rắn hố đen mà lâm mặc ngữ vừa nhắc đến không hề tầm thường rắn hố đen rất dễ bắt gặp chỉ cần thường xuyên đến khu vực bảy bảy mươi bảy là sẽ gặp phải hoặc là giết hoặc là bị giết điều này đã trở thành chuyện thường ngày nhưng dường như con rắn hố đen mà lâm mặc ngữ nhắc đến không phải vậy lâm mặc ngữ lại nói ta nói ở hố đen trung tâm có một con rắn hố đen dài mười vạn cây số nhưng trong tư liệu ngài đưa ta có có đâu rắn hố đen dài mười vạn cây số hoa vũ hàng chỉ cần nghe thôi đã cảm thấy rùng mình hắn ta đã từng thấy rắn hố đen những rắn hố đen dài vài ngàn mét đã rất mạnh rồi một con rắn hố đen dài mười vạn cây số liệu có thể ăn được rắn hố đen khác luôn không bên kia trận pháp chu kỳ võ im lặng vài giây rồi mới nói tiếp giọng càng trầm hơn không ngờ thực sự có một con cự thú tinh không như vậy tổ tiên của rắn hố đen thực sự tồn tại, cuối cùng nguồn gốc của hắc thạch và rắn hố đen cũng được chứng thực. Lâm Mặc Ngữ nghe xong thì thầm nghĩ trong lòng, hóa ra ngài cũng không biết à Chu Kỳ võ hỏi, sau khi nó xuất hiện, đã xảy ra chuyện gì rồi, ngươi hãy kể chi tiết quá trình đi. Lâm Mặc Ngữ lập tức kể lại những chuyện xảy ra sau khi tổ tiên rắn hố đen xuất hiện. Hoa Vũ Hàng ở bên cạnh nghe mà tim đập thình thịch, một lần công sa đó nó coi quân đội ác ma như thức ăn, ăn sạch sẽ chỉ có sĩ quan chỉ huy sử dụng pháp bảo mới trốn thoát được thôi lâm mặc ngữ nhìn hoa vũ hàn vì vậy ta mới cho khô lâu đến đây không để các ngươi đi tiếp nữa nếu làm phiền nó e rằng các ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn của nó hoa vũ hàn gật đầu quân đội ác ma không có sức chống cự hiển nhiên họ cũng sẽ không khá hơn là bao tuy hắn ta nhưng sẽ không kiêu ngạo rất rõ về thực lực quân đội của mình hoa vũ hàn rất cảm kích lâm mặc ngữ nếu không nhờ hắn đến ngăn cản, thực sự đội quân này của mình sẽ tiêu đời rồi. Giọng của Chu Kỳ võ từ trận pháp truyền đến, ngươi nói rằng bây giờ nó đang chiếm giữ tinh không, ngươi có thể nhìn thấy nó à, Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng, có thể. Vậy ngươi định làm gì, Lâm Là Mặc Ngữ đã suy nghĩ về vấn đề này, có hai cách, cách thứ nhất, chúng ta đều rút khỏi khu vực số 777, ngài sẽ hủy diệt khu vực 777, hủy diệt luôn cả tổ tiên rắn hố đen cùng với tinh đồ quân sự. Cách thứ hai, ta sẽ tự đi tìm để quân đội rút về họ không thể thấy rắn hố đen thì đông người cũng vô ích hoa vũ hàn nhìn lâm mặc ngữ có hơi không hiểu về lựa chọn của hắn cách thứ hai rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm tại sao lâm mặc ngữ lại chọn cách này hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của mình sao hoa vũ hàn không hiểu nhưng thiện cảm của hắn ta đối với lâm mặc ngữ đã tăng mạnh hắn ta cảm thấy lâm mặc ngữ là người đáng tôn trọng ánh mắt của hắn ta thay đổi và lâm mặc ngữ cảm nhận được sự thay đổi này hắn thấy hơi lạ không biết hoa vũ hàn đang nghĩ gì trong trận pháp lại truyền đến giọng của chu kỳ võ cách thứ nhất không ổn bọn ta không chắc rằng hủy diệt vùng hư không này có thể giết chết tổ tiên rắn hố đen hay không hơn nữa cái giá để hủy diệt vùng hư không này là quá lớn nếu tinh đồ quân sự bị tổ tiên rắn hố đen nuốt mất mà lỡ như sau khi hủy diệt tinh không nó vẫn không chết vậy thì các cường giả trong tộc ác ma không còn bị hạn chế sẽ ra tay giết chết tổ tiên rắn hố đen, lấy ra tất cả mọi thứ trong nội thể nó. Lâm Mặc Ngữ bất lực nói, nói cho nhiều, thực ra vẫn là để ta đi. Ta chỉ muốn hỏi, nếu tinh đồ quân sự thực sự bị tổ tiên rắn hố đen nuốt mất thì sao? Hơn nữa, làm sao ta có thể xác định được tinh đồ quân sự có bị tổ tiên rắn hố đen ăn mất hay không? Bên kia lại rơi vào im lặng. Cuối cùng Hoa Vũ Hàng cũng nắm bắt cơ hội, hỏi, Lâm Huynh Đệ, thực sự có con rắn hố đen lớn như vậy sao lâm mặc ngữ khẽ cười có muốn ta dẫn ngươi đi xem không nụ cười trên mặt của hoa vũ hàn cứng lại thôi thôi những ác ma đã thấy đều chết hết không biết mình đi xem có bị chết không đây lâm mặc ngữ lắc đầu nhưng ngươi có đi thì cũng không thấy được đâu nó có đặc tính của hố đen nuốt chửng ánh sáng mắt thường khó mà thấy được dù dùng cảm ứng linh hồn cũng sẽ bị hấp thụ cũng không cảm ứng được hoa vũ hàn ồ một tiếng nhưng hắn ta nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, rất muốn hỏi rằng, nếu đã không thấy được, vậy thì ngươi đã nhìn thấy bằng cách nào, lúc này trận pháp lại lóe sáng, giọng nói của Chu Kỳ võ lại vang lên, ta sẽ đưa cho ngươi một món đồ, món đồ này tạm thời có thể điều động sức mạnh của mạng lưới nhân hoàng, có thể định vị được tinh đồ quân sự. Nhưng sức mạnh của mạng lưới nhân hoàng ở đây rất yếu, khoảng cách định vị rất hạn chế, chỉ khoảng 10.000 cây số thôi. Lâm Mặc Ngữ đoán đó có thể là một pháp bảo tương tự trận bàn tìm người, Lập tức đáp, "Được, ngài đưa cho ta, ta sẽ đi tìm." Nhưng ta cũng có một câu hỏi, nếu thực sự xác định được tinh đồ quân sự đã bị tổ tiên rắn hố đen nuốt mất thì sẽ làm thế nào?" Chu Kỳ Võ đã nghĩ đến vấn đề này, đáp, "Vậy thì ngươi từ bỏ đi, nghĩ cách khác." Ánh sáng của trận pháp chớp nháy càng mạnh mẽ hơn, ánh sáng này càng đặt lại, như thể có vật chất gì đó đang được hình thành bên trong. Truyền tống vật chất, không ngờ trận pháp này còn có tác dụng truyền tống vật chất nhìn sang hoa vũ hàng, ngay cả hắn ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Lâm mặt ngữ thắc mắc, đây không phải là chiến hạm của ngươi sao? Ngay cả ngươi cũng không biết nó có chức năng này à, hoa vũ hàng lắc đầu, biểu thị rằng hắn ta thực sự không biết. Lâm mặt ngữ cười, thế ngươi không đủ năng lực rồi, làm chủ của chiến hạm mà không biết hết các chức năng trên đó à một trận đại chiến, đi qua ranh giới sinh tử, hiếm khi được thư giãn, lâm mặt ngữ cũng không kìm được mà nói nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng còn pha trò. Giọng nói quân đoàn trưởng của pháo đài số 7 từ trận pháp truyền ra, không phải hắn ta không biết, mà vốn là trận pháp này không dùng để truyền tống vật phẩm. Sau lần truyền tống này, trận pháp sẽ bị hủy, cần phải quay lại để thiết lập lại trận pháp. Hóa ra là vậy, Lâm Mặc ngữ mỉm cười về Hoa Vũ Hàn, thật xin lỗi, đã hiểu lầm ngươi rồi. Hoa Vũ Hàn vội lắc đầu, Lâm huynh đệ nói đúng, ta vừa thăng chức đại đội trưởng không lâu, còn chưa hiểu nhiều về các chức năng trên chiến hạm đúng là người thật thà lâm mặc ngữ thầm nghĩ trong lòng cuối cùng vật phẩm trong trận pháp cũng đã được ngưng tụ quả nhiên là một trận bàn kích thước bằng bàn tay không khác gì trận bàn tìm người phong cách đậm chất quân đội không có bất kỳ trang trí nào chẳng thể gọi là tinh xảo nhưng chắc chắn rất hữu dụng trận pháp cũng đã sụp đổ vào khoảnh khắc truyền tống xong trước khi sụp đổ lâm mặc ngữ nghe thấy tiếng của chu kỳ võ đừng chết nhé lâm mặc ngữ cười lớn thu trận bàn lại linh hồn lực cuồn cuộn vận động để luyện hóa nó. Đồng thời hắn nói với Hoa Vũ Hàn, các ngươi trở về trước đi. Hoa Vũ Hàn dẫn dắt đại quân nhân tộc rời đi nhưng họ sẽ không rời đi ngay lập tức, mà sẽ dẫn theo nhân tộc trong khu vực số 777 cùng rời đi. Lâm Mặc Ngữ không chắc khi nào thì tổ tiên rắn hố đen sẽ tỉnh lại và liệu sau khi tỉnh lại, nó có tiếp tục ăn uống không? Nếu nó muốn hẳn một bữa đại tiệc thì tất cả sinh linh trong khu vực này sẽ khó mà trốn thoát được. Vì trong tay có ngọc bài hộ mệnh của Chu Kỳ, võ nên Lâm Mặc Ngữ mới dám đi tìm. Hơn nữa, hắn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu bỏ cuộc ngay lúc này, ai biết được có ảnh hưởng đến điểm nhiệm vụ của hắn và cuối cùng có ảnh hưởng đến việc tiến vào thành thần hay không. Luyện hóa ngọc bàn xong, hắn biết rằng ngọc bàn này gọi là bàn định tinh, là một phần của bộ vật phẩm cùng với tinh đồ quân sự. Thông qua ngọc bàn, kết hợp với mạng lưới nhân hoàng, thực sự có thể định vị vị trí của tinh đồ quân sự. Hiện tại Lâm Mặc Ngữ đã xác định được hai điều. Thứ nhất, tinh đồ quân sự không chỉ đơn thuần ghi chép vị trí của pháo đài tinh không và các căn cứ tiền đồn. Chắc chắn nó còn có tác dụng khác, nếu không tộc ác ma và nhân tộc sẽ không coi trọng đến vậy. Tác dụng cụ thể là gì thì không rõ nhưng chắc chắn liên quan đến vấn đề an toàn. Thứ hai, Lâm Mặc Ngữ phát hiện, trong việc can thiệp thực tại thì mạng lưới nhân hoàng mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Tại đây, mạng lưới nhân hoàng chỉ là bao phủ tạm thời, Sức mạnh vô cùng yếu ớt nhưng vẫn có thể can thiệp vào thực tại. Tính ra, trong lãnh thổ nhân tộc, năng lực can thiệp thực tại của mạng lưới nhân hoàng sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ là nó chưa bao giờ thể hiện ra. Có lẽ chỉ có sức mạnh mạnh mẽ như vậy mới có thể giám sát toàn bộ thế giới nhân tộc. Dẹp bỏ suy nghĩ, Lâm Mặc Ngữ đã trở lại khu vực trung tâm. Qua tầm mắt Phong Linh, hắn thấy tổ tiên rắn hố đen vẫn đang cuộn mình trong tinh không. Không biết nó đang ngủ sâu hay chỉ đang tiêu hóa những thứ mới ăn, càng không biết khi nào nó sẽ tỉnh lại. Lâm Mặc Ngữ nghiêng về khả năng thứ hai, nếu nó muốn ngủ sâu, hẳn là sẽ quay lại hố đen rồi. Mọi loài động vật đều có bản năng này, Lâm Mặc Ngữ tin rằng tổ tiên rắn hố đen cũng không ngoại lệ. Chờ nó tiêu hóa xong, có lẽ nó sẽ tỉnh lại, Lâm Mặc Ngữ biết mình cần phải tranh thủ thời gian. Hắn để vài khô lâu thần tướng đứng ở các vị trí khác nhau, cách xa nhau hơn 50 vạn cây số. Từ xa theo dõi tổ tiên rắn hố đen. Nếu nó có bất kỳ hành động gì, Lâm Mặc Ngữ sẽ biết ngay. Còn hắn sẽ đích thân đến hố đen. Nếu tổ tiên rắn hố đen có quay về thì chắc chắn nó sẽ quay về hố đen, vì vậy hố đen sẽ là nơi tìm kiếm đầu tiên. Nếu trong hố đen không có tinh đồ quân sự thì tìm trên các hành tinh và hành tinh. Nhưng Lâm Mặc Ngữ không đặt nhiều hy vọng, nếu tinh đồ quân sự nằm trên các hành tinh và hành tinh, có lẽ đã bị tộc ác ma tìm thấy rồi nghĩ tới nghĩ lui, tinh đồ quân sự hoặc ẩn trong hố đen, hoặc đã bị tổ tiên rắn hố đen nuốt mất. Lâm Mặc Ngữ không biết Hạ Nhiệm Hành đã giấu tinh đồ quân sự ở đây bằng cách nào, thực sự không thể hiểu nổi. Ngay cả Chu Kỳ Võ cũng khó mà làm được điều đó nhưng hắn ta lại làm được. Vì vậy, ai có thể trở thành thần tôn đều không phải là người tầm thường. Lúc này Lâm Mặc Ngữ đã rút lui hai thuật pháp đại bản nguyên, hơi thở hạ xuống liên tục. Từ thần vương cấp 7 trong chớp mắt đã trở về thần vương cấp 1, rồi chuyển thành chân thần. Cuối cùng ổn định ở chân thần cấp 7. Trong một trận đại chiến, Lâm Mặc Ngữ đã hút rất nhiều linh hồn, điều này đã giúp hắn đạt đến chân thần cấp 7. Cảnh giới được nâng cấp, chiến lực lại càng mạnh mẽ hơn. Ba loại khô lâu cơ bản nhất đều sở hữu chiến lực chân thần đỉnh phong. Chiến lực của Tử vong kỵ sĩ đã đạt đến cảnh giới thần vương, còn Cự Long hài cốt đã đạt đến đỉnh phong thần vương cấp 1. Tử vong long kỵ sĩ đã đạt đến đỉnh phong thần vương cấp 2. Khô lâu thần tướng chính thức đạt thần vương cấp 3. Theo ước tính của Lâm Mặc Ngữ, chiến lực của khô lâu vương có lẽ đã đạt đến thần vương cấp 7. Nếu kết hợp toàn bộ trạng thái và hai thuộc pháp đại bản nguyên, khô lâu vương có thể sánh ngang với cường giả thần vương cấp 8. Mỗi khi tăng lên một cấp, năng lực chiến đấu cũng sẽ tăng lên đáng kể, không hề có điểm yếu. Điều này hoàn toàn khác so với các thiên tài khác. Thông thường, cảnh giới càng cao thì khoảng cách giữa các cấp càng lớn. Trong cảnh giới siêu thần có thể khiêu chiến vượt 3, 4 cấp, đến cảnh giới chân thần thì chỉ còn lại 2, 3 cấp, đến cảnh giới thần vương chỉ còn lại 1 hoặc 2 cấp mà thôi. Khi đã đến cảnh giới thần tôn, chỉ có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, đã không thể chiến đấu vượt cấp được nữa. Còn việc chiến đấu vượt cảnh giới thì càng không thể. Nếu trong cảnh giới thần tôn còn có thể vượt chiến đấu vượt một hay hai cấp thì đó chính là thiên tài hàng đầu, là đối tượng nhân tộc chú trọng đào tạo. Nhưng nhìn lại chính mình, Lâm mặt ngữ lộ vẻ kỳ lạ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn cảm thấy một khi đã đạt tới thần vương thì hắn có thể so tài với thần tôn. Theo kinh nghiệm trước đây, một khi đạt đến cảnh giới thần vương thì số lượng quân đoàn vong linh có thể gia tăng đáng kể. Nếu sử dụng thuật pháp, tụ lực, hẳn là sự nâng cấp của hắn sẽ rất ấn tượng điều quan trọng là liệu thể xác và linh hồn của hắn có thể chịu đựng được hay không. Thể xác không thành vấn đề, khó khăn là ở linh hồn. Nhưng cũng không thể với thể xác được, không biết làm thế nào để tiếp tục tăng cường thể xác. Đợi đến khi đạt đến cảnh giới thần vương, hắn sẽ hỏi thăm kỹ hơn, chắc chắn sẽ có cách. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã vượt qua hai hành tinh và tiến vào lãnh thổ của hố đen. Đây là lần thứ hai lâm mặt ngữ tiến vào thế giới thuộc về hố đen nhưng lần trước không tính, vì lúc đó hắn được người khác đưa vào không có cảm giác gì lần này khi vượt qua biên giới của hố đen hắn đã cảm nhận được uy lực của nó một lực xé rách khổng lồ tác động lên người hắn như muốn xé nát cơ thể hắn thành từng mảnh vậy lâm mặc ngữ cảm thấy giống như có vô số bàn tay đang kéo căng người hắn lực xé rách không chỉ là lực lượng vật lý thuần túy mà nó còn chứa đựng pháp tắc pháp tắc hố đen thuộc về hố đen may mắn thay nhờ có thuật pháp bị động lâm mặc ngữ đã phân tán được phần lớn sát thương không gây hại nhiều cho cho hắn không chỉ thể xác bị kéo rời linh hồn cũng chịu phải sức kéo khổng lồ nhưng linh hồn của hắn đủ mạnh nên không bị ảnh hưởng lực xé rách tác động lên thành lũy tinh thể của thế giới linh hồn nhưng chỉ làm nó rung chuyển một chút bảo sao thần vương cũng gặp nguy hiểm trong hố đen vì lực lượng của thể xác không đủ không thể chịu đựng lực xé rách liên hoàn của hố đen Thể xác của ác ma thường mạnh hơn nhân rục nên chỉ cần đạt thần vương cấp 5 là chúng có thể vào mà không gặp nguy hiểm gì lớn. Nhưng với thể xác của nhân tộc, ít nhất phải đạt đến thần vương cấp 8 mới có thể hành động ở đây. Chẳng trách nhân tộc hoàn toàn không biết gì về hố đen này, thần vương cấp 8 không vào được, thần vương cấp 6 vào là chết, quả là rất khó để giải quyết. Lâm Mặc Ngữ phân tích các thông tin về hố đen, càng thêm tò mò về hạ nhiệm hành rốt cuộc hắn ta đã làm thế nào để có thể giấu tinh đồ quân sự tại đây trước mắt là một mảng đen tối lâm mặc ngữ không thay đổi hướng đi vẫn cứ tiếp tục nhảy xuống nơi có lực hấp dẫn mạnh nhất đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt hắn tiếp theo là mỗi lúc một nhiều ánh sáng xuất hiện bóng tối tan biến trước mắt là một thế giới kỳ lạ đầy màu sắc rực rỡ lượng lớn ánh sáng đã bị biến dạng tại đây ánh sáng không thể thoát khỏi do lực hấp dẫn mạnh mẽ của hố đen nên chỉ có thể bay lượng loạn xạ ở nơi đây các tia sáng đang xen với nhau, tạo thành một thế giới kỳ lạ khó diễn tả. Thì ra trong hố đen không phải là một vùng tối. Bóng tối chỉ là bề mặt, bên trong lại sáng rực. Ánh sáng hỗn loạn, không thể phân biệt bất kỳ hình ảnh nào, cảm giác như nhìn thấy cảnh hỗn độn khi đang truyền tống vậy. Lâm Mặc Ngữ lấy ra bàn định tinh, kích hoạt nó. Đồng thời, hắn triệu hồi một đám khô lâu và chuyển sang tầm mắt vong linh. Trong tầm mắt vong linh các màu sắc hỗn loạn biến mất, chỉ còn lại hai màu xám trắng. Bàn định tinh phát ra ánh sáng yếu ớt, trong tầm mắt phong linh, ánh sáng đó là màu xám. Còn màu sắc thực sự là gì thì không quan trọng. Bàn định tinh chỉ sáng lên một chút, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Nó chỉ có thể định vị tinh đồ quân sự trong phạm vi 10.000 10 cây số, phạm vi không lớn, không cảm ứng được cũng đều là bình thường. Lâm mặt ngữ chọn một hướng, rồi nhanh chóng bay về phía trước không thể lãng phí thời gian. Hắn để lại một khô lâu thần tướng tại chỗ, việc định vị bằng khô lâu tiện hơn nhiều so với việc đánh dấu. Cứ mỗi vài ngàn cây số, Lâm Mặc Ngữ lại kích hoạt bàn định tinh một lần, đồng thời liên tục thả khô lâu ra. Hắn đo lường trên mặt đất của hố đen, dần dần, khắp nơi trong thế giới kỳ lạ này đều là khô lâu. Thì ra hố đen là một quả cầu. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được hình dạng của hố đen, phát hiện ra hố đen thực sự là một hình cầu, không khác gì so với các ngôi sao thông thường. Nhưng trong hố đen, vì một lượng lớn vật chất bị hút vào, dưới lực hấp dẫn khổng lồ, vật chất bị nén lại với nhau, dẫn đến mặt đất của hố đen cực kỳ vững chắc. Ngay cả khi Lâm Mặc Ngữ có dốc hết sức mình thì cũng khó để lại dấu vết trên mặt đất. Đây là gì vậy trong thế giới kỳ lạ này, Lâm Mặc Ngữ thấy một cái hố lớn. Có một lượng lớn ánh sáng bị hút vào cái hố sâu không thấy đáy này. Dường như cái hố này dẫn đến một thế giới khác, tất nhiên cũng có thể là dẫn đến lõi của hố đen khi lâm mặt ngửa nhìn vào cái hố hắn bỗng có cảm giác kinh hãi hắn nhận ra mình không thể vào trong nếu không chắc chắn sẽ chết mặc dù hắn cần tìm tin đồ quân sự nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm mạng sống của mình được hắn lách qua cái hố tiếp tục tìm kiếm trong hố đen không biết đã mất bao lâu cuối cùng hắn đã khám phá hết lỗ đen nhưng vẫn không phát hiện được gì thế là lâm mặc ngữ rời khỏi thế giới hố đen với chút thất vọng cho đến khi lực xé rách trên người biến mất tầm nhìn dần dần khôi phục hắn đã thấy được các hành tinh và hành tinh ở xa bên trong lẫn bên ngoài hố đen như hai thế giới khác nhau nhất là cái hố sâu không thấy đáy kia khiến hắn cảm thấy một mối đe dọa chết người ánh mắt từ hố đen chuyển đi kết nối với khô lâu thần tướng ở xa hắn thấy tổ tiên rắn hố đen vẫn đang chiếm lĩnh tinh không ngọn lửa linh hồn của tổ tiên rắn hố đen rực cháy mãnh liệt chẳng lẽ thực sự bị con quái đó nuốt rồi sao lâm mặt ngữ lẩm bẩm ánh mắt bỗng trở nên căng thẳng trong tầm mắt vong linh ngọn lửa linh hồn của tổ tiên rắn hố đen đột nhiên thay đổi ngọn lửa linh hồn vốn luôn ổn định và mãnh liệt lúc này lại trở nên cuồng bạo cơ thể của nó cũng phình lên xẹp xuống không ngừng lớp vẫy đen bóng trên người tự động vỗ phát ra những tiếng phịch phịch Tổ tiên rắn hố đen mở rộng miệng khổng lồ, thè ra chiếc lưỡi dài, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Trên người nó sinh ra lực hút khổng lồ, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên tối tăm, ánh sáng xung quanh đều bị nó hút vào. Trong khoảnh khắc này, lực hút của nó vượt qua cả hố đen, bắt đầu tranh giành ánh sáng của các hành tinh. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận sâu sắc lực hút khổng lồ này, nếu không chống lại, hắn cũng sẽ bị kéo vào. Lâm Mặc Ngữ nghi ngờ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ăn quá nhiều nên tiêu hóa không nổi sao? Nhìn dáng vẻ của nó, có vẻ như rất đau đớn. Đúng là dáng vẻ của tổ tiên Rắn Hố Đen trông như đang rất đau, đôi mắt đỏ thẫm của nó tỏa ra ánh sáng ghê rợn. Sau khi hấp thụ một lượng lớn ánh sáng, cơ thể trông như hố đen của nó dần hiện rõ trong tinh không. Ngọn lửa linh hồn càng lúc càng bùng cháy dữ dội, như một cột lửa khổng lồ cháy rực trời. Tổ tiên Rắn Hố Đen bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai công kích linh hồn mạnh mẽ bao trùm cả tinh không. Mắt lâm mặt ngữ tối sầm lại, những khô lâu thần tướng quan sát nó, đã chết ngay lập tức. Giây tiếp theo, khô lâu thần tướng sống lại, lâm mặt ngữ nhanh chóng kết nối lại với tầm mắt vong linh. Trong tầm mắt vong linh, xuất hiện rất nhiều ngọn lửa linh hồn. Lâm mặt ngữ giật mình, nó phân thân rồi mỗi ngọn lửa linh hồn đều đại diện cho một con rắn hố đen. Tất nhiên, chỉ là những con rắn hố đen bình thường, không mạnh lắm. Lâm Mặc Ngữ đã từng giết rất nhiều con rắn hố đen như vậy. Thì ra rắn hố đen là như vậy, chẳng trách gọi nó là tổ tiên rắn hố đen, đúng là tổ tiên của rắn hố đen. Những thứ đó là hắc thạch sao, thứ cùng được phân thân ra với rắn hố đen là mảnh hắc thạch tách ra từ cơ thể nó. Những mảnh vỡ đen đó chính là hắc thạch, rất giá trị. Tổ tiên rắn hố đen không chỉ là nguồn gốc của rắn hố đen, mà còn là nguồn gốc của hắc thạch. Dây tiếp theo, Tổ tiên rắn hố đen lại phát ra một tiếng rít sắc nhọn, hàng ngàn rắn hố đen và hàng vạn mảnh hắc thạch đồng loạt tản ra tinh không, biến mất chỉ trong chớp mắt. Sau đó tổ tiên rắn hố đen quay người bay về phía hố đen. Lâm Mặc Ngữ phát hiện tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều so với trước, dường như sau khi phân thân, nó đã yếu dần đi. Nhưng dù vậy, Lâm Mặc Ngữ cũng không muốn chọc giận nó. Dù nó có yếu đi thì vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lâm Mặc Ngữ thu lại hơi thở của mình, âm thầm kích hoạt bàn định tinh. Hắn đứng trên con đường mà tổ tiên rắn hố đen sẽ đi qua, giữ khoảng cách khoảng 3.000 cây số. Khoảng cách này đối với tổ tiên rắn hố đen là rất gần. Dù sao thì cơ thể nó dài hơn 10 vạn km, 3.000 cây số chỉ như là một cái vung tay của nó mà thôi. Lâm mặt ngữ cố gắng thu hẹp hơi thở, coi mình như một hạt bụi, đứng bất động. Khi đầu của tổ tiên rắn hố đen đi qua, bàn định tinh không có bất kỳ động tĩnh nào khi bụng của nó đi qua thì bàn định tinh bỗng sáng lên xuất hiện một mũi tên nhưng tổ tiên rắn hố đen quá nhanh chỉ trong chớp mắt đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của bàn định tinh thực sự ở trong bụng nó lâm mặc ngữ cảm thấy nhức nhức cái đầu tâm trạng vô cùng căng thẳng đây là kết quả tồi tệ nhất nhưng cũng là kết quả tốt nhất kết quả tốt nhất là vì bị tổ tiên rắn hố đen nuốt nên có thể rơi vào tay tộc ác ma kết quả tồi tệ nhất là việc hắn quay về sẽ trở nên cực kỳ khó khăn hiện tại trước mặt lâm mặc ngữ có hai lựa chọn một là quay về thông báo với chu kỳ võ sau đó để chu kỳ võ và những người khác đau đầu nghĩ cách hai là hắn tự ra tay tiêu diệt tổ tiên rắn hố đen nhưng hắn lại không có nhiều sự tự tin đến vậy lúc này tổ tiên rắn hố đen rất yếu nếu chọn cách tiêu diệt nó thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất bỏ lỡ cơ hội này e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu để nó quay lại hố đen, thậm chí chui vào cái hố lớn kia, vấn đề này chỉ mất không? Một giây để suy nghĩ, trong đầu lâm mặt ngữ lóe lên, lập tức có đáp án. Nhưng lúc nó đang yếu, phải giết chết nó, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, sát ý trong nháy mắt sôi sụp đến cực hạn. Phạm vi pháp tắc mở ra, đám khô lâu thần tướng đồng loạt xuất hiện, đồng thời phóng kiếm khí về phía tổ tiên rắn hố đen. Kiếm khí của thần vương cấp 3 đánh vào thân của tổ tiên rắn hố đen, phát ra những âm thanh lách tách, giống như đánh vào thép vậy. Trong tầm mắt vong linh, trên vảy của tổ tiên rắn hố đen đã xuất hiện vài dấu vết. Kiếm khí không gây cho nó thương tổn nào cả. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lâm Mặc Ngữ, nếu khô lâu thần tướng có tác dụng thì đó mới là chuyện lạ. Thuật pháp cửu tinh, triệu hồi khô lâu vương, một ngón tay chỉ ra, ngai vàng khô lâu xuất hiện trong tinh không, khô lâu vương từ từ đứng dậy từ ngai vàng. Khô Lâu Vương đã đạt đến thần vương cấp 7, hơi thở của nó vô cùng mạnh mẽ. Chiếc áo choàng đỏ thẩm tung bay trong tinh không. Khi Khô Lâu Vương xuất hiện, hơi thở của Lâm Mặc Ngữ cũng không ngừng tăng lên. Thuật pháp bản nguyên, tụ lực, thuật pháp bản nguyên, cường binh, sức mạnh của Lâm Mặc Ngữ liên tục gia tăng, nhanh chóng đạt đến cảnh giới thần vương. Cho đến khi linh hồn cảm nhận được sự căng phòng, Lâm Mặc Ngữ vẫn phớt lờ, cứ thế vượt qua giới hạn này. Lực lượng từ khô lâu liên tục truyền vào linh hồn, cảnh giới sức mạnh của Lâm Mặc Ngữ không ngừng nâng cao. Cuối cùng, linh hồn đạt đến cực hạn, cực hạn thực sự. Chỉ cần thêm một chút nữa, linh hồn sẽ lập tức nổ tung. Cho dù là trạng thái hiện tại cũng không thể duy trì quá lâu. Cùng lúc mở hai thuật pháp đại bản nguyên trong điều kiện không có hỗ trợ từ bên ngoài, vốn là chuyện không thể duy trì quá lâu. Với thực lực hiện tại của Lâm Mặc Ngữ cũng chỉ có thể duy trì chưa đến 2 phút. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến thần vương đỉnh phong, có lẽ trên phương diện pháp tắc thì vẫn còn kém một chút so với thần vương đỉnh phong nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Thời gian không còn nhiều, trong một hai giây lâm mặt ngữ nâng cao sức mạnh, tổ tiên rắn hố đen đã nhìn về phía các khô lâu thần tướng. Trong mắt nó, khô lâu thần tướng chỉ như hạt bụi. Có lẽ chỉ có khô lâu vương cao hàng vạn mét mới làm chút món điểm tâm cho nó. Tuy nhiên, rõ là tổ tiên rắn hố đen không hứng thú với những khô lâu không có máu có thịt không có hơi thở sinh mệnh. Đó cũng là lý do trước đây nó phớt lờ bọn khô lâu. Trong mắt nó, những khô lâu không có hơi thở sinh mệnh này giống như đống thịt thối, còn không bằng ăn chút nguyên liệu cho lành. Nếu không phải bọn khô lâu tự gây sự nó thì thực sự là nó cũng lười để tâm. Nó quay đầu lại, nhìn những tồn tại như hạt bụi này, mở miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu chứa đựng công kích linh hồn mạnh mẽ, gây ra sát thương toàn diện trong thế giới linh hồn của lâm mặc ngữ lại xuất hiện hư ảnh của tổ tiên rắn hố đen công kích linh hồn đã làm chấn động thế giới linh hồn khô lâu thần tướng lần lượt bị tiêu diệt hơn một triệu khô lâu thần tướng chết và bị thương quá nữa công kích linh hồn thực sự quá khủng khiếp cũng rõ ràng nói cho lâm mặc ngữ biết trước mặt cường giả thực sự số lượng không chắc sẽ có tác dụng nhưng lâm mặc ngữ cũng cảm nhận sâu sắc sự yếu ớt của tổ tiên rắn hố đen nếu trong tình huống trước khi phân liệt thì một đòn công kích này của tổ tiên rắn hố đen chắc chắn sẽ khiến khô lâu thần tướng chết sạch. Dường như tổ tiên rắn hố đen coi đó là một việc không đáng kể, sau khi gầm lên một tiếng lại quay đầu không quan tâm nữa. Nó muốn trở về hố đen, ngủ một giấc thật ngon, ngủ cả ngàn tám trăm năm rồi hẳn tính tiếp. Lúc này lại có một tia kiếm quang lóe lên, khô lâu vương đã ra tay. Một kiếm trảm thần của nó đã nhắm vào đầu tổ tiên rắn hố đen. Trong ánh kiếm, đầu tổ tiên rắn hố đen hơi nghiêng một chút, rồi lại phải uốn éo xoay lại. Lâm mặt ngữ nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của nó, một kiếm này của khô lâu vương đã làm nó đau đớn. Trong tầm mắt vong linh, trên đầu tổ tiên rắn hố đen có vài mảnh vảy đã nứt ra, lộ ra một ít chất lỏng không rõ màu sắc, có lẽ là máu của nó. Có hiệu quả rồi dưới sự gia cường của thuật pháp cường binh, lực công kích của khô lâu vương ít nhất đã đạt đến thần vương cấp 7 đỉnh phong, thậm chí có thể đạt đến ngưỡng cửa của thần vương cấp 8. Lâm Mặc Ngữ không thể đưa ra phán đoán chính xác nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, công kích của Khô Lâu Vương đã gây thương tích cho tổ tiên rắn hố đen. Tổ tiên rắn hố đen tức giận, há to miệng. Lực hút khổng lồ xuất hiện, những Khô Lâu thần tướng vừa hồi sinh, đồng loạt không thể kiểm soát mà bay về phía tổ tiên rắn hố đen. Lâm Mặc Ngữ khẽ động, Khô Lâu thần tướng lập tức biến mất, được hắn thu hồi lại. Khô Lâu Vương không chịu ảnh hưởng của lực hút, lâm mặt ngữ mở ra cánh vong linh từ tay khô lâu vương tiếp nhận cốt kiếm khổng lồ cốt kiếm khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại khi đến tay lâm mặt ngữ thì nó đã nhỏ gọn như trường kiếm bình thường cốt kiếm của khô lâu vương không có chức năng bổ sung nhưng đủ cứng rắn đủ sắc bén sánh ngang pháp bảo của thần vương ít nhất có thể chịu đựng được sức mạnh của lâm mặt ngữ thuật pháp trảm thần kiếm quang bừng sáng trên thân thể của tổ tiên rắn hố đen lớp vảy bị nứt ra tổ tiên rắn hố đen đau đớn phát ra tiếng gào thét. Lần này, không phải là công kích linh hồn, mà là tiếng gào vì đau đớn. Tiếng thét này cũng được truyền ra khắp tinh không dưới dạng âm thanh của linh hồn như nửa khu vực số 7, 77 đều có thể nghe thấy âm thanh này. Trong mắt tổ tiên rắn hố đen, sự giận dữ càng mạnh mẽ hơn, con vật nhỏ bé không đáng kể này lại một lần nữa làm nó bị thương. Thân thể của nó vặn vẹo, chiếc đuôi khổng lồ quét đến, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Lâm mặt ngữ rung động cánh vong linh, muốn chém đứt khóa chặt linh hồn. Lúc này, trong mắt tổ tiên rắn hố đen lóe lên ánh sáng đỏ máu, linh hồn của lâm mặt ngữ rung động mạnh, toàn thân lập tức cứng lại. Tổ tiên rắn hố đen đã triển khai một chiêu thức mới, công kích linh hồn không chỉ có thể phát ra bằng âm thanh, mà còn có thể phát ra bằng mắt. Tiếng gào thét là công kích toàn diện nhưng công kích linh hồn bằng mắt lại chỉ nhắm vào một mục tiêu. Công kích linh hồn bằng mắt mạnh hơn nhiều, ngay cả lâm mặt ngữ cũng bị ảnh hưởng. Bên ngoài thế giới linh hồn, lại xuất hiện hư ảnh của tổ tiên rắn hố đen, cũng là một tia sáng đỏ, như mũi tên bắn vào thành lũy tinh thể. Thành lũy tinh thể đã chặn được phần lớn công kích linh hồn, nhưng vẫn có một phần nhỏ đòn tấn công xuyên qua tường linh hồn, đánh vào linh hồn. Trên bề mặt linh hồn hiện ra ánh sáng tím, cùng với hồn y, tạo thành phòng tuyến vững chắc. Công kích linh hồn bị chặn lại nhưng linh hồn cũng vì thế mà bị tạm dừng một chút. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt không quá không. Một giây nhưng không. Một giây, đối với cường giả ở cảnh giới này, đã đủ để làm rất nhiều việc. Khi Lâm Mặc Ngữ lấy lại được bình tĩnh, cuồng phong đã gào thét đến, đuôi của tổ tiên rắn hố đen đã ở ngay trước mặt. Lâm Mặc Ngữ không còn cơ hội né tránh, chỉ có thể đón nhận. Phạm vi tắt nhanh chóng thu lại bao phủ toàn thân, áo giáp hài cốt hiện lên, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, Lâm Mặc Ngữ bị chiếc đuôi khổng lồ quét trúng, vào một cái bay thẳng lên không trung đòn tấn công của tổ tiên rắn hố đen đủ để nghiền nát các ngôi sao sức mạnh lớn đến mức khó tin không chỉ là tấn công vật lý đơn thuần bên trong còn chứa đựng sức mạnh pháp tắc pháp tắc nhanh chóng hấp thụ toàn bộ sức mạnh và sinh khí của lâm mặc ngữ sau đó pháp tắc phát nổ sử dụng chính sức mạnh và sinh khí của lâm mặc ngữ để đánh trả lại hắn toàn bộ quá trình giống như hố đen hút lấy ánh sáng và vật chất đến một mức độ nhất định hố đen nổ tung những gì nó hút vào sẽ bị phun ra hết. Khi hút vào thì tốc độ không nhanh nhưng khi phun ra thì giống như đạn pháo, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là pháp tắc hố đen, một trong những pháp tắc đáng sợ hàng đầu. Trong thuật pháp hành tinh, đám khô lâu nhanh chóng nổ tung, hết lần này đến lần khác, sụp đổ bốn lần liên tiếp mới dừng lại. Đòn tấn công này cũng chứa đựng năng lực truy tìm linh hồn, quyết giết chết lâm mặt ngữ. Anh ta từng nói, truy tìm linh hồn là một phương thức tấn công phổ biến trong đại thế giới. Nhưng khi Lâm Mặc Ngữ vào đại thế giới, phát hiện thực tế không phải như vậy. Đừng nói cảnh giới siêu thần, ngay cả nhiều cảnh giới chân thần cũng không thể sử dụng truy tìm linh hồn. Hiện tại, cuối cùng Lâm Mặc Ngữ đã trải nghiệm được thế nào gọi là truy tìm linh hồn, một đòn tấn công, gây ra tổn thương gấp 2. 7 lần, mục đích là để tiêu diệt mục tiêu. Không phải là không có người sử dụng truy tìm linh hồn, mà là cảnh giới siêu thần và chân thần không thể dùng. "An ta có tầm nhìn quá cao, những gì nó nói, hẳn là chỉ những người ở cảnh giới thần vương trở lên." Lâm Mặc Ngữ bị quét bay hàng trăm ngàn cây số mới khó khăn lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, lúc này có một lực hút khổng lồ tác động lên người hắn, thân thể không tự chủ được bay về phía tổ tiên rắn hố đen. Tổ tiên rắn hố đen mở miệng, như thể trong miệng chứa một hố đen, cưỡng ép kéo Lâm Mặc Ngữ lại, tốc độ nhanh đến mức gần như vượt qua tốc độ của chính Lâm Mặc Ngữ cánh vong linh điên cuồng rung động chống lại lực hút câu giờ cho lâm mặt ngữ kiếm quang sáng lên lâm mặc ngữ lại chém ra một kiếm mục tiêu chính là miệng của tổ tiên rắn hố đen đồng thời hắn vung tay trái ánh sáng đỏ rực lan tỏa khắp trời sau một đòn kiếm lâm mặc ngữ không nhìn kết quả trước mặt xuất hiện ảo ảnh của một cây cung hư huyễn cung được tạo thành từ pháp tắc linh hồn lực kéo căng dây cung bắn ra một mũi tên mượn thuật pháp của linh hồn khô lâu xạ thủ, cộng thêm lời nguyền thời gian để tiến hành một cuộc tấn công kép vào linh hồn. Tổ tiên rắn hố đen am hiểu công kích linh hồn, nhưng điều đó không có nghĩa là phòng ngự linh hồn phòng ngự của nó mạnh mẽ. Đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lâm mặt ngữ không chắc chắn nên hắn mới phải thử. Đòn công kích linh hồn xuất hiện đầu tiên gần như đã bạo phát cùng lúc với một kiếm trảm thần. Toàn thân tổ tiên rắn hố đen rung rẩy, kiếm quang trong miệng sáng lên, lưỡi rắn khổng lồ gần như bị cắt đứt. Toàn thân nó rung rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết khàn đặc. Phòng ngự linh hồn của nó không mạnh, đòn công kích linh hồn của Lâm Mặc Ngữ có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho nó. Dưới sự tấn công, Lâm Mặc Ngữ đã lao tới bên cạnh tổ tiên rắn hố đen, chém thanh cốt kiếm trong tay xuống như vũ bảo. Những chiếc vẫy bị nghiền nát biến thành vô số mảnh vỡ, nổ tung ở dưới thanh cốt kiếm. Thanh kiếm của Khô Lâu Vương đủ sắc bén và đủ mạnh, để Lâm Mặc Ngữ có thể tấn công mà không cần cố kỵ một chút nào, không cần lo lắng về việc nó bị phá vỡ. Tổ tiên rắn hố đen tỉnh táo lại, gầm lên, phát động một đợt công kích linh hồn khác. Cùng lúc đó, cơ thể của nó cũng rung lên một cách dữ dội, vẫy của nó dựng thẳng lên, bắn ra hắc mang mạnh mẽ. Hắc mang đang thành một tấm lưới lớn dày đặc, mở ra một cách dữ dội. Sắc mặt Lâm Mặc Ngữ hơi thay đổi, hắn nâng cốt kiếm lên che ở trước mặt, va chạm với hắc mang, một lực khổng lồ truyền đến từ thân kiếm, nó trực tiếp đánh bay Lâm Mặc Ngữ. Ở nơi cốt kiếm tiếp xúc với Hắc Mang, Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được sức mạnh của pháp tắc hố đen. Trong khoảnh khắc tiếp xúc đó, hắn đã mất đi rất nhiều sức mạnh, cơ thể hắn cảm được một sự yếu đuối vô cùng. Pháp tắc hố đen có thể nuốt chửng sức mạnh, nuốt chửng sự sống. Trong khoảnh khắc thời điểm tiếp xúc vừa nãy, pháp tắc hố đen đã cắn nuốt một phần lớn sức mạnh của hắn. Trong lòng Lâm Mặc Vũ rúng động, lực lượng của khô lâu lưu chuyển qua, lập tức bổ sung phần sức mạnh vừa bị tiêu hao của hắn. Những chiếc vẫy của tổ tiên rắn hố đen lần lượt rời khỏi cơ thể, từng mảnh từng mảnh được bắn ra, nó giống như một con thú lột da. Trên cơ thể của tổ tiên rắn hố đen không còn một cái vẫy nào nữa. Hàng tỷ chiếc vẫy đang xen vào nhau theo pháp tắc hố đen, tạo thành một quả bóng lớn, giống như một hố đen mới toanh. Pháp tắc hố đen bột phát, quả cầu lớn tạo ra một lực hút khủng khiếp, hấp thụ mọi thứ cách hàng triệu km xung quanh nó. Đồng thời, hắc cầu bắt đầu xoay tròn dữ dội, hắc mang ở trên quả cầu giống như những thanh kiếm sắc bén, toàn bộ hắc cầu biến thành một vật cắt. Mọi thứ bị hút vào sẽ bị hắc mang cắt thành từng mảnh. Lâm Mặc Ngữ đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể chống lại lực hút từ nó, hắn dần dần bị hút vào. Khả năng khống chế pháp tắc hố đen của tổ tiên rắn hố đen hoàn toàn vượt qua một kẻ gà mờ như Lâm Mặc cho dù Lâm Mặc Ngữ có mạnh mẽ đến đâu, thì tu vi thực sự của hắn cũng chỉ là chân thần cấp 7. Sự hiểu biết của hắn về pháp tắc cũng chỉ ở cấp độ thứ 7 của chân thần. Lâm Mặc Ngữ đã hoàn toàn bị đánh bại bởi pháp tắc đơn lẻ. Pháp tắc hố đen cũng là pháp tắc cấp 1, cho dù yếu hơn pháp tắc bất tử, nhưng nó cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy mình đã hoàn toàn đánh giá sai sức chiến đấu của tổ tiên rắn hố đen, cho dù ở trạng thái yếu ớt, nhưng nó vẫn có sức chiến đấu đáng sợ vượt qua cả thần vương đỉnh phong. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, nếu nó còn ở thời kỳ Hoàng Kim, nó hoàn toàn có thể ngang sức với thần tôn. Cho dù là ở hiện tại thì nó vẫn có thể đánh bại hết tất cả thần vương. Nhìn hát cầu càng lúc càng gần, nếu bị hút vào thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Cho dù có sống lại thì cũng chỉ là chết thêm một lần nữa thôi. Lâm Mặc Ngữ chật vật ném thanh cốt kiếm trong tay, Khô Lâu Vương đáp lại, bắt lấy thanh cốt kiếm. Thanh cốt kiếm nhanh chóng hóa khổng lồ, cao hơn 10. 0.000 mét. Khô lâu vương sử dụng thanh cốt kiếm bằng cả hai tay. Đầu tiên là chém ra một đòn trảm thần, sau đó tăng tốc nhắm về phía hắc cầu. Trước khi lâm mặt ngữ va chạm với hắc cầu, một luồng sáng từ nhát kiếm trảm thần bột phát trên hắc cầu. Hắc cầu đang quay dữ dội lại xuất hiện có một khoảng dừng yếu ớt. Khô lâu vương nhân cơ hội lao vào hắc cầu, bất chấp hắc mang đang chiếu vào mình, thanh cốt kiếm trong tay chém như điên vào hắc cầu. Lâm mặt ngữ cảm thấy lực hút trên cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều nắm lấy cơ hội, cánh vong linh của hắn rung chuyển, cả người hắn vượt qua hát cầu, tiếp cận đến chỗ tổ tiên rắn hố đen. Thân thể của tổ tiên rắn hố đen không có vảy đen như mực bảo vệ, lộ ra lớp da rắn bóng loáng, Vì sức phòng ngự không yếu nhưng vẫn kém hơn vảy rất nhiều. Những bước di chuyển của nó rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có những sai sót chết người. Tổ tiên rắn hố đen nhìn lâm mặt ngữ, hai mắt đỏ rực, lại phát động công kích linh hồn. Cùng lúc đó, chiếc đuôi khổng lồ của nó quất ra như roi da, giống hệt đòn tấn công trước đó. Linh hồn lực của Lâm Mặc Ngữ bộc phát toàn bộ, đại thụ thiên phú khổng lồ vươn dài ra từ thế giới linh hồn. Khi ảo ảnh của tổ tiên rắn hố đen vừa xuất hiện, hàng ngàn cành cây đã quất đến. Cửu thải long hồn tinh cũng xuất hiện để đáp lại, phối hợp với đại thụ thiên phú để tấn công ảo ảnh của tổ tiên rắn hố đen. Đòn công kích linh hồn của tổ tiên rắn hố đen còn chưa thành hình bị phá hủy các cuộc công kích linh hồn luôn có hai mặt một khi chúng bị phá giải thì chính mình sẽ là người bị tổn thương linh hồn của rắn hố đen bị chấn động tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê ngay cả việc quất đuôi của nó cũng yếu ớt dừng lại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu nhiều nhất là nửa giây nửa giây đã là một cơ hội rất hiếm có hàng triệu thần tướng khô lâu xuất hiện ở trong tinh không đồng thời vung kiếm khí về phía đầu của con rắn hố đen trong tay lâm mặc ngữ xuất hiện một mảnh máu thịt, đó chính là máu thịt của phân thân thứ hai của thâm uyên long ma. Phân thân thứ hai của thâm uyên long ma là thần tôn, mặc dù không biết cụ thể cảnh giới của nó, nhưng lâm mặt vũ cảm thấy nó sẽ không yếu hơn thần tôn cấp 5. Mà con rắn hố đen trước mặt cao nhất cũng chỉ là thần tôn cấp 1, có khi còn không phải là thần tôn, nếu không thì nó cũng sẽ không bị thương. Thân phận cự thú tinh không đã mang lại cho nó sức sống mạnh mẽ. Nếu như Lâm Mặc Ngữ trực tiếp sử dụng huyết nhục của Thâm Uyên Long Ma trong thời kỳ hoàng kim của nó, có lẽ hắn sẽ không thể giết chết được nó. Nhưng bây giờ nó đang trong tình trạng suy yếu, lại còn bị hắn đánh trọng thương, vậy của nó tách rời khỏi cơ thể. Lâm Mặc Vũ cảm thấy cơ hội đã tới. Cảm giác nguy hiểm ập đến, tổ tiên rắn hố đen tỉnh táo lại, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Nhưng đã quá muộn, máu thịt của Thâm Uyên Long Ma trong tay Lâm Mặc Ngữ nổ tung. Thuật pháp cấp hành tinh, Thi thể bạo liệt, một giây tiếp theo, Lâm Mặc Ngữ đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Tinh không nát vụn, tinh không rộng hàng chục nghìn km là nơi tổ tiên rắn hố đen ở xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, sau đó nổ tung với một tiếng nổ lớn. Thứ bị nổ tung nát vụn cùng với tinh không là phần đầu của tổ tiên rắn hố đen và cơ thể dài hàng chục nghìn cây số của nó. Ít nhất một nửa cơ thể dài hàng chục nghìn cây số của tổ tiên rắn hố đen đã bị nổ tung. Lâm Mặc Ngữ có chút kinh hãi. Đây chính là bộ dáng của thần tôn cấp cao khi toàn lực ra đòn sao, thi thể bạo liệt làm nổ tung máu thịt của thâm uyên long ma, tương đương với một đòn toàn lực của phân thân thứ hai của thâm uyên long ma khi ở trạng thái đỉnh cao. Sau nhiều cộng dồn khác nhau, nó thậm chí còn mạnh hơn cả một đòn đánh toàn lực. Nó trực tiếp phá hủy tinh không, lộ ra thế giới bí ẩn đằng sau tinh không. Trước mắt hắn lóe lên một tia sáng rực rỡ, theo sau là một luồng năng lượng cuồng bạo lao ra từ khe hở trên thế giới. Lâm Mặc Ngữ ngay lập tức bị lật nhào, bay lộ ngược hàng chục nghìn cây số. Máu thịt của tổ tiên rắn hố đen cũng bị lật ngược, những xác chết vỡ vụn bị thổi tung khắp nơi. Hàng triệu khô lâu thần tướng cũng đã thổi bay ra ngoài không kiểm soát. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, trong mắt Lâm Mặc Ngữ hắn nhìn thấy một vật thể tỏa sáng rực rỡ, giống như một cuộn giấy. Bản đồ quân sự, nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây chính là bản đồ quân sự. Lâm Mặc Ngữ rung động cánh vong linh, bay ngược về phía sau trong tác động của năng lượng hỗn loạn, dùng hết sức chụp lấy bản đồ quân sự. Lỗ hổng trên tinh không được tạo ra từ vụ nổ nhanh chóng bị quy tắc đại thế giới làm cho tiêu biến. Trên tinh không, ngoại trừ máu thịt vương vãi khắp nơi và nửa thi thể của tổ tiên rắn hố đen, thì còn có hắc cầu được tạo thành từ vẫy. Hắc cầu đã vỡ tan thành vô số chiếc vẫy, trôi nổi trên tinh không như rác. Người đáng chết, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trong tinh không đột nhiên vang lên một tiếng gầm tức giận, sau lưng lâm mặt ngữ truyền đến một luồng khí lạnh. Cảm giác ớn lạnh lan tràn nhanh chóng từ phía sau lưng đến toàn thân. Trong khoảnh khắc này, lâm mặt ngữ có thể cảm nhận được sự ủy hiếp của cái chết. Hắn rất chắc chắn tiếng gầm mang sát ý này đến từ cái hố đen không đáy ở trung tâm kia. Khi hắn đang nhìn chầm chầm vào cái hố, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm chết người. Nếu như lúc trước, hắn dám nhảy vào để đi thăm dò khám phá bí ẩn của cái hố, hắn chắc chắn sẽ chết trong chiến trường ngoại trừ cơ hội thì còn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm khác nhau có một số nguy hiểm cho dù có là thần tôn gặp phải thì cũng sẽ thất bại trong những năm qua vô số thần tôn đã phải ngã xuống trên chiến trường lâm mặc nữ không hề suy nghĩ mà cất bản đồ quân sự đi rung động cánh vong linh bỏ chạy mà không quay đầu lại đột nhiên một lực hút rơi vào người hắn cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì cũng không thể bay về phía trước thêm một bước Lực hút trong hố đen ngày càng mạnh, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến Lâm Mặc Vũ không thể cử động. Lực lượng này kéo Lâm Mặc Ngữ bay về phía hố đen. Lâm Mặc Ngữ dường như đã nhìn thấy một cái hố lớn trong hố đen đang nghe răng mỉm cười với hắn. Sinh vật trong hố dường như đang muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh. Nếu như bị hút vào trong hố đen, Lâm Mặc Vũ biết mình nhất định sẽ chết, không ai có thể cứu được. Trong linh hồn của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, "Vết sủng vật của ta" vậy thì ngươi sẽ phải đi cùng ta giọng nói đó khiến lâm mặt ngửi dựng tóc gáy hắn cắn răng nói đi cùng cái chết tiết hắn nhìn những máu thịt của tổ tiên rắn hố đen đang bay ngược trở lại hố đen ở bên cạnh mình ngón tay khẽ cử động miễn cưỡng phóng ra một ngọn lửa bất tử thuật pháp cấp hành tinh hồi sinh người chết ngọn lửa nhanh chóng bao quanh máu thịt của tổ tiên rắn hố đen huyết nhục của tổ tiên rắn hố đen được tái sinh linh hồn của nó cũng được tổ chức lại chưa đầy hai giây tổ tiên rắn hố đen lại xuất hiện trên tinh không nhưng lần này tổ tiên rắn hố đen đã trở thành phục sinh giả của lâm mặc ngữ vào thời điểm tổ tiên rắn hố đen sống lại lâm mặc vũ lập tức cảm nhận được lực hấp dẫn từ hố đen yếu đi một chút tổ tiên rắn hố đen đã lấy cơ thể khổng lồ của mình đề chặn trước mặt lâm mặc ngữ ngăn chặn phần lớn lực hút cơ thể cuối cùng cũng lấy lại được một phần tự do lâm mặc ngữ không chút do dự hắn lấy ra ngọc bài mà chu kỳ vũ đưa cho mình rồi dùng sức bóp nát nó ngọc bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ bao bọc lâm mặt ngữ lâm mặt ngữ biến mất trong ánh sáng mục tiêu bỏ chạy một tiếng gầm giận giữ lại phát ra từ hố đen âm thanh vang vọng khắp khu vực số bảy bảy mươi bảy lúc này tất cả sinh vật sống trong khu vực số bảy bảy mươi bảy đều bị tiêu diệt linh hồn chết hoàn toàn khu vực số bảy bảy mươi bảy ngay lập tức biến thành nơi chết chóc một nghĩa địa thực sự ở tiền đồn số 777, Chu Kỳ Vũ và những người khác đang đợi. Đội của Hoa Vũ Hàng đã trở về hơn 10 phút trước, hiện tại ông đang đợi Lâm Mặc Ngữ. Mí mắt của Chu Kỳ Vũ đột nhiên giật giật vài lần. Ông nhận được tin nhắn từ mạng lưới nhân hoàng. Toàn thân ông đột nhiên rung lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. May mắn thay, xung quanh ông không có ai, cũng không ai chú ý đến vẻ mặt của ông. Ông lẩm bẩm, trong hố đen có cái gì vậy tiểu tử thối này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ông vừa nói xong thì trận pháp truyền tống sáng lên chu kỳ vũ lập tức nhìn sang trong lúc bọn họ đang hoạt động trận pháp truyền tống của căn cứ quân đội đã ở trong trạng thái đóng cửa chỉ có một số người mới có quyền sử dụng trận pháp truyền tống ngọc bào truyền tống của lâm mặc ngữ được kết nối với trận pháp truyền tống này trong ánh sáng bóng dáng của lâm mặc ngữ xuất hiện Chu Vũ Kỳ thấy thế không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc Ngữ đứng ở bên trong trận pháp truyền tống vẫn không nhúc nhích, sau một lúc, trên người hắn xuất hiện ánh sáng tím, linh hồn của hắn trở về sau, hỏng rồi. Đây là di chứng do thuộc pháp, tụ lực vượt quá giới hạn. Sau đó linh hồn lại được tái sinh dưới sự tái sinh toàn bộ thiên phú, trở lại trạng thái đỉnh cao, có khi còn mạnh mẽ hơn trước. Khi giết tổ tiên rắn hố đen, thuộc pháp, tự lực đã hấp thụ một phần lớn sức mạnh linh hồn của tổ tiên rắn hố đen, nuôi dưỡng linh hồn như một liều thuốc bổ tuyệt vời. Khiến cho cảnh giới của Lâm Mặc Ngữ lại tiến thêm một bước, cách chân thần cấp 8 cũng không còn xa nữa. Sau khi hoàn toàn sống lại, Lâm Mặc Ngữ vẫn đứng bất động trong trận pháp truyền tống với niềm vui khi vừa trốn thoát thành công. Đôi mắt hơi nhắm lại, ý thức của hắn trải dài vô tận, kết nối với ý thức của tổ tiên rắn hố đen. Mặc dù không thể kết nối trực tiếp với tầm nhìn tương ứng như vong linh, nhưng kết nối ý thức đơn giản vẫn không có vấn đề gì thông qua sự phản hồi ý thức của tổ tiên rắn hố đen hắn cũng có thể thu được rất nhiều tin tức đáng tiếc trí tuệ của tổ tiên rắn hố đen không cao lắm thông tin phản hồi lại cũng rất lộn xộn lâm mạc ngữ cảm thấy tổ tiên của rắn hố đen đã đến một thế giới khác thế giới này rất lạnh lẽo và không có nhiệt độ đây là thế giới trong hố đen rốt cuộc là nơi nào ở trong hố đen lâm mạc ngữ nghĩ thầm trong đầu sau đó hắn cảm giác được một bàn tay to lớn đặt trên người tổ tiên rắn hố đen thân thể của tổ tiên rắn hố đen dài tới trăm ngàn cây số riêng cái đầu cũng dài tới mấy nghìn cây số nhưng một cái đầu to lớn như vậy lại có thể được nắm trong một bàn tay khổng lồ thật khó để tưởng tượng chủ nhân của bàn tay khổng lồ đó phải to lớn đến mức nào bàn tay khổng lồ vút ve đầu của tổ tiên rắn hố đen nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng dây tiếp theo hắn đột nhiên nắm chặt lấy đầu của tổ tiên rắn hố đen sau đó đầu của tổ tiên rắn hố đen bị nghiền nát, liên kết ý thức lập tức biến mất. Tổ tiên rắn hố đen đã chết rồi, sau khi trở thành phục sinh giả, sức mạnh của tổ tiên rắn hố đen sẽ trở lại trạng thái đỉnh cao. Ít nhất thì tổ tiên rắn hố đen cũng có thể sánh ngang với thần tôn, vậy mà nó lại chết như thế này, nhân vật cường đại trong hố đen kia, chủ nhân của tổ tiên rắn hố đen, đã giết chết tổ tiên rắn hố đen một cách dễ dàng như vậy. Hắn ta phải mạnh mẽ đến mức nào, lâm mặt ngữ ngắt kết nối ý thức của mình, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy chu kỳ vũ cách đó không xa chu kỳ vũ nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò sau khi hiếp một hơi thật sâu lâm mặc ngữ đã hoàn toàn bình tĩnh lại hắn đi tới trước hai ba bước lấy ra bản đồ quân sự đưa cho chu kỳ vũ tiền bối ta đã lấy lại bản đồ chu kỳ vũ cầm lấy bản đồ quân sự cũng không vội vàng mở ra nhưng mà nhìn lâm mặc vũ gặp phải nguy hiểm gì à lâm mặc vũ gật đầu suýt nữa thì không thể quay lại được. Chu Kỳ Vũ trầm giọng nói, nói rõ tường tận. Thông tin mà ông nhận được từ mạng lưới nhân hoàng trước đó, đã cho ông biết rằng có một nhân vật đáng sợ đang ẩn náu trong khu vực số 777. Không có thêm thông tin gì khác. Muốn biết cụ thể vẫn phải hỏi người trong cuộc là Lâm Mặt Ngữ. Chu Kỳ Vũ búng ngón tay, sức mạnh pháp tắc vô hình đã bao trùm hai người họ, chỉ có ông mới có thể nghe thấy Lâm Mặt Ngữ nói. Lâm Mặc Ngữ kể lại tất cả những trải nghiệm của mình, bao gồm cả việc hắn đã giết tổ tiên rắn hố đen như thế nào. Điều này không cần phải che giấu, Chu Kỳ Vũ đều biết tất cả chúng, bao gồm cả hai thuật pháp. Nghe Lâm Mặc Ngữ nói xong, Chu Kỳ Vũ trầm mặt một lát, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói, theo ngươi miêu tả, tổ tiên rắn hố đen hẳn là có thực lực gần bằng thần tôn. Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng. Gần như là vậy. Gần bằng thần tôn, không phải thần tôn, nhưng lại vượt xa thần vương bình thường. Có người gọi gần bằng thần tôn là thần vương đỉnh phong, nhưng kỳ thực đều có ý nghĩa giống nhau. Sự chênh lệch giữa cảnh giới thần tôn và thần vương là vô cùng lớn, đi tới cực hạn của cảnh giới thần vương đó chính là thần vương đỉnh phong, hay còn gọi là gần đến thần tôn. Lúc trước thực lực của Lâm Mặc Ngữ đã đạt tới thần vương đỉnh phong, nhưng chỉ vì pháp tắc không đủ, nên có phần yếu hơn tổ tiên rắn hố đen nếu như pháp tắc của hắn mạnh bằng tổ tiên rắn hố đen thì không cần phải sợ nó nữa tổ tiên rắn hố đen chỉ là sủng vật của hắn ta ngươi nghĩ hắn ta sẽ là cường giả cấp nào đối mặt với câu hỏi của chu kỳ vũ lâm mặc ngữ trầm ngâm vài giây rồi nở nụ cười gượng gạo ngươi đang làm khó tả rồi với kinh nghiệm của ta làm sao ta có thể biết được trình độ của đối thủ lần này có thể bảo vệ được mạng sống rồi quay trở về đã là không tệ rồi nếu không nhờ có ngọc bài mà tiền bối đưa cho thì vãn bối có thể đã chết trong đó rồi chu kỳ vũ cười cười ông biết lâm mặc ngữ đang nói thật thật sự không ngờ tới ở chỗ tổ tiên rắn hố đen vẫn còn có người khác hai mắt chu kỳ vũ lóe sáng lâm mặc ngữ dường như đã nhìn thấy được ý chí chiến đấu to lớn nhìn bộ dạng của ông xem ra ông có vẻ rất hứng thú với sự tồn tại trong hố đen kia Lâm Mặc Ngữ cảm thấy Chu Kỳ Vũ cũng sẽ không thua kém gì nhân vật mạnh mẽ đáng sợ kia. Nhiều nhất cũng là kẻ tám lạ người nửa cân, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là cảm giác mà thôi. Sau một lát, ý chí chiến đấu trong mắt Chu Kỳ Vũ biến mất, đáng tiếc, quy tắc đã nêu rõ, lão phu không thể đi vào, hắn ta cũng không thể ra được. Nghe vậy, trái tim Lâm Mặc Ngữ đập thình thịch, xem ra Chu Kỳ Vũ biết thân phận của đối phương. Cho dù không biết thân phận của đối phương, ông cũng sẽ biết lai lịch của đối phương, nếu không ông sẽ không nói như vậy. Nhưng Lâm Mặc Vũ cũng biết, cho dù hắn có hỏi, Chu Kỳ Vũ cũng sẽ không nói. Thực lực của hắn quá kém, nên hắn cũng không cần phải biết nhiều như vậy, Chu Kỳ Vũ đổi chủ đề, lần này người thành công lấy lại được bản đồ quân sự chính là đã đã lập được công lớn. Phần thưởng cho ngươi là không thể thiếu. Lâm Mặc Ngữ nói, đây là việc mà hậu bối nên làm. Lâm Mặc Ngữ nói rất chân thành, quả thực là như vậy. Bản đồ quân sự là thứ vô cùng quan trọng với nhân loại, chỉ cần có khả năng, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tìm được nó. Hơn nữa, sở dĩ lần này hắn dám mạo hiểm cả mạng sống chủ yếu là vì hắn có ngọc bài truyền tống do Chu Kỳ Vũ đưa cho, cộng thêm máu thịt phân thân thứ hai của thâm uyên Long Ma. Đây chính là sức mạnh có thể bảo toàn tính mạng cho hắn, dù sao thì nơi đó cũng chỉ là khu vực số 7-77, dù tổ tiên rắn hố đen có mạnh đến đâu thì cũng không thể mạnh đến mức thái quá còn nhân vật bí ẩn trong hố đen chỉ là một sự tình cờ một sự tình cờ mà không ai có thể tưởng tượng được chu kỳ vũ nhìn lâm mặc ngữ hỏi có phải ngươi cảm thấy hứng thú với bản đồ quân sự hay không cảm thấy nó còn có những công dụng khác quả nhiên là đã bị nhìn thấu lâm mặc ngữ biết một số suy nghĩ của hắn nhưng hắn không thể giấu được người trước mặt này dù sao thì ông cũng đã sống mấy nghìn năm gừng càng già càng cay vì vậy lâm mặc ngữ không có dấu diếm gì nhiều thật sự là có chút hứng thú nếu nó chỉ là một tấm bản đồ thì tộc ác ma sẽ không hung hãn như vậy chu kỳ vũ cười nói đến đây đi để ngươi nhìn một chút thuận tiện hỏi hắn ta làm như thế nào trong lời nói có chứa thâm ý khác lâm mặc ngữ cũng không hỏi nhiều đi theo chu kỳ vũ hai người đi tới tinh không chu kỳ vũ triệu hồi xe của chính mình một chiến hạm cấp thần tôn có thể so sánh với chiến hạm pháo đài của chiến thần. Sau khi tiến vào chiến hạm, chiến hạm lập tức bị phong ấn, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Chu Kỳ Vũ lấy bản đồ quân sự, từ từ mở nó ra rồi kích hoạt nó. Bản đồ quân sự tỏa sáng rực rỡ, chiếu ra toàn bộ bản tin không ba chiều. Đây là bản đồ tinh không của chiến trường Chu Tước. Lâm Mạc Ngữ đã từng nhìn thấy nó ở pháo đài số 1, nhưng trên đó có thêm một số thứ, chi tiết hơn lúc này chu kỳ vũ nói hạ nhậm hành đi ra lâm mặt vũ hơi giật mình chu kỳ vũ thật sự đang gọi hạ nhậm hành không phải là hạ nhậm hành đã bị ông giết rồi sao chính mắt hắn tận mắt nhìn thấy không thể sai được vài giây trôi qua sau khi chu kỳ vũ nói xong nhưng toàn bộ bản đồ tin không cũng không có bất kỳ phản ứng nào chu kỳ vũ khẽ cao mày giọng điệu trở nên không mấy thiện cảm hạ nhậm hành ngươi muốn lão phu tự mình ra tay sao những tia sát khí tràn ngập trong không khí Bản đồ tinh không cuối cùng cũng đáp lại. Trong bản đồ tinh không, một bóng người chậm rãi hiện ra, sau đó bay ra ngoài, cuối cùng rời khỏi bản đồ, xuất hiện ở trong chiến hạm. Hạ Nhậm Hành rời khỏi bản đồ quân sự, cung kính hành lễ với Chu Kỳ Vũ, tham kiến Trấn Thủ đại nhân. Lâm Mặc Ngữ rất ngạc nhiên khi thấy người trước mặt thực sự là Hạ Nhậm Hành. Chỉ có điều khí tức của hắn ta mới là thần vương cấp 6 mà thôi. Hạ Nhậm Hành rõ ràng là một thần tôn hơn nữa hắn ta rõ ràng là đã bị chu kỳ vũ giết chết tại sao lại có hạ nhậm hành thần vương cấp 6 ở đây phân thân lâm mặc vũ giật mình nghĩ đến một điều chu kỳ vũ xua tay nói đi đừng giấu giếm ngươi biết là ngươi không thể giấu được ta mà hạ nhậm hành gật đầu trước mặt trấn thủ ta không dám giấu giếm cái gì lúc hạ mổ ở cảnh giới chân thần trong một trận chiến lớn đã bị ma quỷ mê hoặc khống chế trở thành một con rối lúc đó có khoảng một nghìn người bị ma quỷ điều khiển. Sau này, khi ta tu luyện thăng cấp lên, cuối cùng đã đạt tới cấp độ tổ, trở thành trưởng lão của pháo đài số 7. Nhưng sự khống chế của ma quỷ mê hoặc sẽ luôn tồn tại. Ngươi cũng biết, cho dù ta có thành thần tôn, cũng sẽ khó thoát khỏi nó. Loại khống chế này sẽ ăn mòn linh hồn, không thể phản bội. Lúc này, hạ nhậm hành dừng lại. Chu kỳ vũ không ngắt lời hắn ta mà ra hiệu cho hắn ta tiếp tục hạ nhậm hành tiếp tục nói nhưng ngài cũng biết đấy linh hồn của thần tôn đủ mạnh mẽ ta cũng có ý nghĩ của riêng mình đôi khi ta sẽ chìm đắm linh hồn của mình vào pháp tắc thiên hà để gột rửa linh hồn ta là thần tôn của loài người từ tận đáy lòng ta không thể phản bội loài người chết cũng không phản bội nhưng dưới sự khống chế của ma quỷ mê hoặc dù ta có muốn cũng không thể chết được và điều rắc rối nhất là ta không thể nói ra điều này chỉ cần ta nói ra, ma quỷ mê hoặc sẽ cảm nhận được, nó sẽ hoàn toàn kiểm soát được tâm trí ta. Với sức chiến đấu của ta, chỉ cần ta mất cảnh giác một chút thôi cũng đủ gây ra một đòn chí mạng cho quân đội ở pháo đài số 7, cho nên ta không thể nói ra được. Sau đó ta tìm kiếm rất nhiều tin tức, cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp thoát khỏi ma quỷ mê hoặc. Ta tốn mấy trăm năm, tìm được đủ loại vật liệu quý hiếm, cuối cùng luyện chế ra một phân thân. Sau đó ở trong pháp tắc tinh hà, dưới sự gột rửa của pháp tắc ta tách ra một phần ba linh hồn của mình đưa vào trong phân thân có sự bảo hộ của pháp tắc thiên hà một phần ba linh hồn bị tách ra đều trong sạch sẽ và không bị ma quỷ mê hoặc làm ô uế hơn nữa những gì ta làm ở trong pháp tắc thiên hà cũng không thể bị yêu ma mê hoặc phát hiện được thật tình cờ là ta được phân công quản lý bản đồ quân sự ma quỷ mê hoặc đương nhiên biết điều đó nó ra lệnh cho ta đánh cắp bản đồ quân sự Bản đồ quân sự định phải bị đánh cắp, ta không thể cự tuyệt, cũng không thể nói cho người khác biết. Nhưng sau khi ta trộn nó, ta có thể giấu nó đi mà không có bất cứ kẻ nào biết. Ma quỷ mê hoặc ở quá xa, không thể luôn luôn theo dõi ta. Cho nên ta đã đưa bản đồ quân sự cho Phân Thân, mang đến khu vực số 777, tiến vào hố đen. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.